Rồi cái bài hôm nay thì bài hôm nay thầy sẽ giới thiệu về cái gì? Mình sẽ học qua cái các loại ống kính của máy ảnh. Thì chúng ta sẽ phân ra một số các loại của ống kính của máy ảnh để các bạn biết mình sau này mình sẽ đi chọn lựa những ống kính ha phù hợp. Thì các loại ống kính máy ảnh ha. Rồi phần thứ nhất là phân loại ống kính theo tiêu cự. Các bạn có thể ghi ha, các bạn ghi lại mấy cái này mai mốt thầy sẽ hỏi lại ha. Phân loại ống kính theo tiêu cự. Phân loại ống kính theo tiêu cự. Đó, phân loại ống kính theo tiêu cự. Bạn ghi bài nhé, các bạn lấy vở ra ghi nhé, đừng có ngồi xem không thì không nhớ đâu, mình phải ghi lại những cái chính. Rồi đầu tiên mình sẽ nói về nếu mà theo tiêu cự, vậy tiêu cự là cái gì? Tiêu cự là gì? Mình phải hiểu tiêu cự là gì đúng không? Rồi, tiêu cự là khoảng cách. Tiêu cự là khoảng cách. Okay. Tiêu cự là khoảng cách đó đo được từ tâm này sao. Là khoảng cách đo được từ tâm ống kính đó, hoặc là khoảng cách đo được từ tâm ống kính đến cảm biến của máy ảnh. Đấy, thì các bạn phải trả lời được cái này ha. Đó, người ta hỏi là tiêu cự là gì thì bạn biết là tiêu cự là khoảng cách đo được từ tâm ống kính đến cảm biến của máy ảnh. Đấy, các bạn phải nắm được cái này ha. Đó. Rồi tiếp theo nó là như vậy này. Đó, các bạn xem ở đây trên cái máy ảnh của các bạn đó, đây là cái hướng của ống kính nhìn vô này ha, nhìn vô này thì cái chỗ này là cái thấu kính. Ở giữa cái ống kính đó thì nó có cái thấu kính, xong rồi từ thấu kính thì sẽ vào trong cái miếng CMOS, tức là cái cảm biến. Cảm biến thì cái khoảng cách từ cái giữa của thấu kính đó, giữa của cái ống kính đó, tới cái cảm biến là gọi là tiêu cự ha, tiêu cự. Đó, các bạn hiểu là như vậy. Chắc phải lấy một cái coi có cái hình nào không để cho các bạn xem ha. Đó, này không rõ. Đây ví dụ cái này các bạn thấy này. Đó là ở giữa cái ống kính này ha, là một cái thấu kính, thì từ cái khoảng cách từ đây tới cái cảm biến ở trong cái máy chụp hình á, thì chỗ này người ta gọi là cái tiêu cự ha. Đó rồi tiếp theo là tóm lại ha. Tóm lại là gì? Đây, bên đây. Các bạn ghi tóm lại nè. Tóm lại tiêu cự
Tiêu cực là chỉ mức độ phóng đại đó là chỉ tiêu cự phóng chỉ mức độ phóng đại mà ống kính đạt được. Đó. Dạ, tiêu cự. Tóm lại tiêu cự là mức độ phóng đại mà ống kính đạt được. Ví dụ mấy ống kính mà nó có cái độ zoom nhiều á thì nó sẽ có cái tiêu cự dài ha. Rồi, ý thứ hai nè. Ý thứ hai là tiêu cự càng dài. Tiêu cự càng dài ha. Tiêu cự càng dài thì mức độ phóng đại càng lớn. Đó, mức độ càng lớn. Giống như cái ống tele, cái ống dài á, đúng không? Cái mức độ phóng đại của nó rất là cao. Các bạn thấy cái ống tele này đó, thì cái mức độ phóng đại nó rất là cao, cái tiêu cự nó rất là dài, do đó cái sự phóng đại nó rất là cao, khả năng lấy cái chủ thể về phía mình chụp rất là tốt ha, kéo rất là xa, mình có thể chụp rất là xa được, đó là cái khả năng nó zoom rất là lớn, lớn. Còn những cái ống kính này thì các bạn thấy là nó không có zoom được ha, nó không có zoom, nó không có phóng đại, nó chỉ là ống kính góc rộng thôi. Đó thì các bạn nhớ cho thầy mấy cái chính này. Tiêu cự là gì? Nhớ học thuộc nha. Cái này mình phải học thuộc. Tiêu cự là gì? Là khoảng cách đo được từ tâm ống kính đến cảm biến của máy ảnh. Tiêu cự là chỉ số. Tiêu cự là chỉ cái mức độ phóng đại của ống kính đạt được, hoặc là tiêu cự càng dài thì mức độ ống kính càng lớn. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ có ba loại ống kính thông dụng ha. Ta qua phần này, ta có ba loại ống kính thông dụng. Mình ghi tiếp theo đây ha, B đi. Có 3 loại. Đó, người ta phân ra làm 3 loại ống kính thông dụng. Không biết là cái phần trên này bạn nắm được không? Cái phần tiêu cự này hiểu không? Hiểu cái phần tiêu cự không các bạn? Nói tới đâu mình phải... Dạ hiểu thầy. Phải nhắc, phải hiểu cái đó thì mình mới... Sau này ta nói đến cái... Ví dụ cái ống đó nó có tiêu cự là bao nhiêu ha, là bao nhiêu thì mình phải phải biết được nhá, chứ còn không biết là cũng mệt đó. Là cái tiêu cự đây này, ví dụ như mình xem trên này mình thấy nè, mình xem trên này mình nói về tiêu cự này đó, ví dụ đây tiêu cự từ 8 đến 15 mili đó, thì người ta ghi cái số này à, người ta, mình biết là nó đang nói đến cái độ phóng đại của cái kính này, này. Đó, cái độ zoom của nó này, không? Từ 15, từ 8 đến 15 này, đó, từ 8 này đến 15 này. Đó là người ta xoay cái vòng này là cái vòng zoom á. Có thể zoom phóng đại lên được từ 8 đến 15 này. Đó, thì mình sẽ biết được à, nó nói tiêu cự là mình biết à, nó đang nói về cái độ zoom này, không? Cái độ phóng đại của cái ống kính này. Đó, và cái cách người ta ghi là mình biết ngay. Đó. Mình học tới đâu thì mình phải nắm chắc cái tới đó. Đó thì người ta phân ra có 3 loại ống kính thông dụng ha, các bạn phải viết như vậy thì rất là chậm, thì các bạn có thể ghi được và cũng có thể đọc được theo.
nói nhanh nhanh ào ào thì các bạn sẽ rất là khó. Đó, thứ nhất là ống kính rộng, mình sẽ phân ra, nhất là mình phân ra là ống kính góc rộng. Đó, ống kính góc rộng. Cho cái này màu khác đi ha. Màu xanh đây. Rồi, thứ hai là ống kính tiêu chuẩn. Ống kính tiêu chuẩn. Rồi. Ống kính tele. Ống kính tele. Đó thì ta phân ra làm ba ba loại như vậy. Còn nếu mà xét về ống kính thì nó khoảng cỡ 200, hơn 200 loại nữa. Đó, mình cũng không thể nào biết hết được đâu, đúng không? Thì mình chỉ có sử dụng những cái gì hay xài thôi. Ví dụ mình hay xài máy nào đó thì mình nên nghiên cứu về cái dòng ống kính tiêu chuẩn của cái máy đó thôi. Chứ làm sao mình cuộc đời mình xài có tiền mà mình mua hết được các cái loại ống kính, đúng không? Cái nào rẻ cũng 9-10 triệu một cái rồi. Đó. Mà ống kính nó càng mắc tiền thì nó chụp nó mới đẹp. Mình không có tiền để theo đuổi được, đúng không? Mình chỉ có sử dụng những cái nào nó hay xài, nó tiêu chuẩn thôi. Rồi. Rồi mình có ba cái loại ống kính như vậy. Bây giờ mình sẽ đi vào cái ống kính thứ nhất là ống kính góc rộng ha. Ống kính góc rộng là gì? Mình sẽ nói về ống kính góc rộng là gì ha. Ống kính góc rộng là có cái tiêu cự nhỏ hơn hoặc lớn hơn 35 mm. Ống kính góc rộng là ống kính có tiêu chuẩn, có tiêu cự, nhỏ hơn hoặc bằng 35 mm ha, góc rộng. Thì cái ống kính này thường là dùng để dùng chụp như là phong cảnh này, rồi những cái ảnh tập thể ha, thường dùng cho việc ảnh phong cảnh. Ảnh phong cảnh này hoặc là ảnh tập thể. Bởi vì nó lấy rất là nhiều chi tiết ha, nó lấy nét rất là nhiều. Thì ảnh tập thể thì nó góc rộng mà. Ví dụ chụp một thành các thành viên trong gia đình chẳng hạn, đúng không? Ông bà cha mẹ rồi rất là con cái rất là đông thì các bạn nên sử dụng cái ống kính góc rộng này thì mình mới lấy hết được các chủ thể. Đó, các chủ thể. Thì mình có thể gắn xài cái ống kính này. Đó, thì bạn thấy mỗi một cái công việc thì người ta nên xài cái loại nào cho nó phù hợp, đúng không? Chứ chúng ta không có xài chung được. Rồi, thứ hai là mình nói về ống kính tiêu chuẩn. Ống kính tiêu chuẩn là như thế nào? Cho nó xa xa ra. Rồi, ống kính tiêu chuẩn. Ống kính tiêu chuẩn thì đây là một cái loại ống kính mà nó có cái góc nhìn nó tương tương ứng với cái con mắt của mình ha, giống như góc nhìn của người á. Đây là loại ống kính mà nó có cái góc góc giống như góc
ghi cho coi đi ha, giống như là góc nhìn của người. Đó, ghi đại vậy đi ha, đại loại vậy. Và ở đây nó có cái hiệu tiêu cự là 50. Có tiêu cự. Là 50 mili. À, tiêu cự là 50 mili. Thì đối với cái ống kính mà tiêu chuẩn này nè. Đó, thì nó có cái góc nhìn, cái góc chụp đó, nó bằng với cái góc nhìn của con người, và cái tiêu cự của nó là 50 mili. Nha, 50 mili. Thì cái dạng này thì chụp gì cũng được hết á. Này là nó chụp gì cũng đẹp ha. Tức là nó thông dụng. Đó, chụp gì cũng được. Nó thông dụng hơn mấy những cái kia. Còn ống kính mà 85 á, 85 mm thì dùng cho vấn đề chụp chân dung. Đó, các bạn chụp chân dung thì chúng ta có thể dùng cái ống kính khoảng 85 mm chuyên chụp cho ông chân dung ha. Rồi. Tiếp theo là cái ống thứ ba là cái ống dạng tính tele. Ống kính tele. Cái ống kính này thì bạn cũng thấy nhiều rồi ha, rất là to, rất là dài. Đó, nhìn rất là khủng. Đó. Thì chức năng của nó như thế nào thì mình sẽ nghiên cứu đó. Đó. Ống kính tele có cái tiêu cự từ 70 mm trở lên. Tiêu cự từ 70 mm trở lên. Đó. Đó, đến 200 chẳng hạn. Nên cái độ phóng đại nó rất là lớn ha, chụp rất là xa. Đó, ở nhà chụp đến trường cũng được. Đó, các bạn thấy ở những cái sân bóng đá, các bạn thấy người ta đi chụp ở những cái sân bóng đá, các cái nhiếp ảnh họ đứng ở ngoài sân thì họ sử dụng toàn những cái ống tele rất là dài để ta có thể chụp rất là xa được. Ống kính có tiêu cự càng dài thì khả năng kéo chủ thể về càng lớn. Ống kính có tiêu cự càng dài thì khả năng kéo chủ thể về càng lớn. Thì có khả năng càng lớn hoặc càng gần ha. Đó, ống kính mà có cái tiêu cự càng dài á, thì khả năng kéo chủ thể lại càng gần. Thì bạn thấy ở sân bóng đá họ sử dụng cái ống kính tele này là chủ yếu đó, họ kéo được các cái tút ở bên sân, đầu sân bên kia họ vẫn có thể chụp được. Vì vậy dùng cho chụp những cái chủ thể ở xa, rất xa. Thank you.
hoặc rất xa, tức là họ có thể zoom được tới nơi luôn. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là mình sẽ nhắc lại phần ống kính tele này. Ba mình sẽ có ba cái loại ống kính này nha. Chú ý nha, ống kính góc rộng nè. Được chưa? Đó, ống kính góc rộng là gì? Đó, các bạn phải biết nha, ống kính góc rộng là gì? Là ống kính có tiêu cự nhỏ hơn hoặc bằng 35 mm. Thì cái ống kính này thường dùng cho việc chụp phong cảnh, ảnh tập thể hoặc là những cái gì đó muốn lấy nhiều các đối tượng vô trong ha, thì nó rộng mà. Đó. Chụp đám cưới gì ok đúng không? Đó. Rồi tiếp theo là ống kính tiêu chuẩn. Ống kính tiêu chuẩn là ống kính có góc mà góc chụp tương ứng với cái góc nhìn của con người. Đó. Và ống kính này thì có tiêu cự chuẩn là 50 mm ha, 50 mm. Đó, thì ống kính này thì chụp cái gì cũng được, chụp gì cũng đẹp, thì mình có thể dùng cái ống kính này. Thứ ba là ống kính dạng tele. À, thì mình có ba dạng chuẩn này. Tele thì ống kính nó phải có cái tiêu cự từ 70 mm trở lên. À, ống kính tiêu cự càng dài thì khả năng kéo chủ thể về gần mình càng cao. Đó. Và cái ống kính tele này thích hợp cho việc chụp các cái chủ thể ở xa hoặc là rất xa. Đó, thì các bạn học thuộc ba cái này nhớ cho thầy về phần lý thuyết nha, phần lý thuyết. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là ống mình sang phần 2 đi. Hai là ống kính tiêu cự cố định. Có một loại này ha. Tiêu cự cố định. Cố định tức là bạn chỉ có một cái tiêu cự thôi. Đó. Là chúng ta không có zoom tới zoom lui gì được hết. Đó, nó cố định rồi. Và đa tiêu cự. Đó. Ống kính nó có tiêu cự cố định và ống kính đa tiêu cự nó như thế nào, mình sẽ tìm hiểu luôn. Rồi các bạn ghi xong thì thứ nhất là ống kính có một tiêu cự, ống kính có một tiêu cự. Là chỉ có một tiêu cự và một khẩu độ. Ống kính có một tiêu cự là chỉ có một tiêu cự và một khẩu độ. Đó, nó chỉ có một tiêu cự và một khẩu độ lớn thôi. Thì mình nếu mình mua cái loại ống kính này thì nó chỉ được như vậy ha. Đó, nó chỉ có một tiêu cự thôi. Cho nó bình thường. Cái này thì họ ưu tiên cho vấn đề, nếu mình sử dụng cái ống kính này thì mình sẽ ưu tiên cho việc chụp dạng xóa phông. Ưu tiên cho chụp hình xóa phông thì thường là chụp chân dung. Các bạn chân dung thì thường chúng ta nên phải xóa phông, nên các bạn hay sử dụng cái ống kính này.
Đó, ống kính này. Đó, ống kính có tiêu cự cố định ha, thì ưu tiên chụp hình xóa phông này. Thì chụp hình chân dung là tốt. Ở đây các bạn muốn zoom tới zoom lui thì sao? Nếu bạn sử dụng cái ống kính tiêu cự cố định này mà mình muốn zoom á, thì các bạn phải không, nó không có cái tiêu cự, mà nó chỉ có một tiêu cự nên các bạn đâu có zoom được. Nên bạn muốn zoom thì bạn phải di chuyển đúng không? Đó. Muốn zoom đó, thì chúng ta phải di chuyển. Đó, chúng ta phải di chuyển đến chủ thể ha. Đó, khi các bạn muốn zoom thì chúng ta buộc phải di chuyển đến chủ thể, và chúng ta có thể đi chung quanh chủ thể chẳng hạn ha. Chúng ta đi chung quanh hoặc là đi lại gần chủ thể, hoặc là muốn zoom xa ra thì chúng ta phải lùi đúng không, di chuyển đến hoặc là lui đến chủ thể. Thì cái này thì nó không đứng ở xa mình có thể zoom được, mà mình phải di chuyển tới, nó hơi khó khăn cho việc này. Nhưng mà mình mới học thì các bạn có thể sử dụng cái phương pháp dùng cái ống kính này để mình xoay chung quanh chủ thể, hoặc là tới lui để mình tìm những cái góc chụp nó đẹp. Thế là mình nhiều khi mình đứng một chỗ mình lười, mình không di chuyển thì cũng không có được những góc đẹp. Nên các bạn có thể sử dụng cái ống kính một tiêu cự này để các bạn di chuyển hoạt động cho nó nhiều. Tiếp theo là ống kính đa tiêu cự. Ống kính đa tiêu cự là sao? Ống kính đa tiêu cự là ống kính có thể thay đổi được tiêu cự. Là ống kính có thể thay đổi, là ống kính có thể thay đổi được tiêu cự. Thì các bạn có thể zoom được ha, các bạn có thể zoom tới zoom lui được, zoom tới zoom lui được. Đó, lát nữa thầy gửi cho bạn cái file này cũng được. Nhưng mà các bạn cũng phải ghi để nhớ chứ mình đọc không cũng chẳng nhớ đâu. Các bạn phải nghe và ghi. Đó. Thì cái ống kính một tiêu cự này thì có thể chụp hình nó đẹp hơn, nó đẹp hơn. Nhưng mà thằng đa tiêu cự này thì nó rẻ hơn, thằng này thì mắc tiền hơn. Thì tùy vào cái công việc sử dụng thôi. Ngoài ra thì các bạn còn có nhiều cái loại ống kính ít sử dụng hơn. Bạn hay nghe thấy người ta hay nói là những ống kính như là macro này ha. Đó. Ngoài ra còn một số ống kính ít thông dụng hơn. Thì những cái ống kính này thường nó hay sử dụng vào những cái công việc chuyên môn. Ví dụ như là ống kính macro. Ví dụ bạn sử dụng ống kính macro này. Đó, macro. Bạn đã chắc cũng nghe thấy rồi đó. Sử dụng để chụp các sản phẩm này, cái này thì nó thường dùng cho cái việc là cho việc chụp hình sản phẩm đồ ăn gì đó, sản phẩm như là
đồ ăn. À, hoặc là côn trùng. Hoặc là côn trùng. Tức là mình sẽ chụp rất là cận cận cảnh ha, macro tức là mình chụp rất là cận. Nó để dí sát cho chụp được, còn những ống kính khác thì nó phải có cái khoảng cách tối thiểu. À, tối thiểu thì nó sẽ ghi trên máy. Đó. Các bạn thấy ống kính này thấy để chỉ 50 mm, biết ống kính gì? Đây là ống kính gì đây? Ống kính góc rộng hay là ống kính tele hay là ống kính tiêu chuẩn? À, kính gì đây? Ống kính gì? Ông kính tiêu chuẩn này. À, tôi đấy, nhớ bài đấy. Rồi. Và là ống kính tiêu cự, đa tiêu cự thì có thể thay đổi được tiêu cự. Thì cái loại này thì nó không, nói chung là nó không bằng cái thằng một tiêu cự cố định. Một tiêu cự cố định này ta còn gọi là ống fit đó. Ống fit thì nó mắc tiền hơn ha. Chụp đẹp hơn. Thì ống fit này thì nó là như vậy. Thằng này thì nó zoom được. Thì ngoài ra còn một số ống kính thông ít thông dụng như là thằng macro. Macro thì thường chụp các hình ảnh quảng cáo sản phẩm, đồ ăn hay là côn trùng gì đấy thì mình hay chụp cận cảnh được. Đó. Hoặc là một cái ống kính nữa là các bạn thường nghe là ống kính tip fit ship ha. Ống kính dạng tip ship như vậy phải. Đó. Thì cái này nó thường dùng cho vấn đề là thường dùng cho để chụp các cái kiểu kiến trúc thôi. Dùng cho chụp kiến trúc, các công trình kiến trúc đó. Đó, thường dùng cho chụp những cái công trình kiến trúc để diễn tả được ha, cái không gian kiến trúc hoặc là cảnh quan chẳng hạn. Thì cái loại này thì nó chuyên dụng, chuyên dụng. Đó, mang yếu tố về thị giác rất nhiều. Thì nếu mình muốn thể hiện được cái thị giác kiến trúc, cách nhìn bố ấy gì đó thì mình hay sử dụng cái loại ống kính này. Rồi một cái loại nữa thì các bạn thấy những cái người hay chụp ảnh áo cưới, đám cưới, ngoại cảnh gì đó hay dùng, tức là một cái ống kính mắt cá đó, đó gọi là ship, e ship. Đó, ống kính mắt cá. À, ống kính này thì thường sử dụng thường sử dụng để chụp các hiệu ứng. Đó, ống kính này thì thường sử dụng để chụp tạo cái hiệu ứng lồi như mắt cá nó lồi 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 lên đó. Thì bạn hay xem những cái ảnh mà người ta hay sử dụng cái hiệu ứng này. Thì nếu mình có tiền thì mình mới xài được những cái loại này thôi đúng không? Nếu không thì mình chỉ cần xài một trong ba cái loại trên kia là đủ lắm rồi. Mua được ba cái loại ống kính rộng để làm nghề này, không? Ống kính thông, ống kính tiêu chuẩn này, rồi ống kính tele
mua được ba cái loại đấy là thấy cũng chết tiền rồi đó. Đó. Rồi tiếp theo là ở đây, đây là cái ống dạng ống kính tele ha, ống kính tele này. Ống kính tele thì bạn thấy nó to nó dài thôi. Rồi tiếp theo là các cái ký hiệu này, bây giờ thầy hướng dẫn các bạn xem về cái phần ký hiệu để mình mua ống kính. Ví dụ các bạn muốn mua một cái loại ống kính thì các bạn ít ra mình cũng đọc được cái ký hiệu trên cái ống kính thôi. Đó, đây là trên cái ống kính Canon. Canon thì những cái loại khác thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Đó. Đây là 4 hay 4 hay 3 gì đó không biết. Các ký hiệu trên ống kính. Này là dòng Canon ha. Đó. Bây giờ là nhìn đằng trước giờ bạn thấy đây là cái phần chính này đúng không? Đó, các ký hiệu. Ở đây để lệch cái này qua bên cho nó dễ. Viết cho nó dễ. Rồi. Thứ nhất là chữ FE. Bạn nhìn trên ống kính á. Cái này mình thấy nè, hiệu Canon này ha. Canon Fib gì đó, đây là cái hiệu này. Rồi cái kiểu ống kính này là kiểu ống kính zoom. À, bạn có thể zoom tới zoom lui được chứ không phải là cái dạng ống kính một tiêu cự ha. Thứ hai là cái gì? Các bạn có cái chữ FE, EF đúng không? EF. EF này là nó báo mình là ống kính nó cho phép mình biết là gì? EF tức là viết tắt của chữ electro focus á. Đây là ống kính lấy nét tự động ha. Lấy nét tự động dùng cho máy full frame đó. Full frame và dùng cho tất cả những cái dòng máy EOS tức là máy kỹ thuật số gương lật thì mình có thể biết được cái này. Đó. Còn cái tiêu cự là chỗ này từ 8 đến 15, từ 8 đến 15 đây là cái tiêu cự. Đó, cái tiêu cự để các bạn có thể zoom tới zoom lui thì cái tiêu cự này đó, thì mình biết được ha. Rồi cái 1.4 tức là cái khẩu độ, khẩu độ. Còn USM tức là cái công nghệ, cái công nghệ bắt lấy nét nhanh, có chip điện tử và nó lấy nét rất là nhanh ha. Đó. Chắc thầy phải ghi thôi chứ còn nói như vậy chắc bạn cũng không có nhớ được đâu. Thứ nhất là mình sẽ thứ nhất thầy sẽ nói cái thứ nhất này. Thứ nhất là cái E, mình thấy cái ký hiệu á, các ký hiệu à, đây là các ký hiệu đó, thầy chỉ ghi là E F. EF đây là viết tắt của chữ thằng chữ là Alex, Electro, Electro Focus. Đó. Nó focus ha. Cho cái màu. Rồi. Cái này là lấy nét tự động. Đây là loại mà lấy nét tự động. Đó, các bạn cứ nhìn thấy trên cái ống kính mà nó có ghi chữ EF thì mình biết ở đây là cái dòng lấy nét tự động này, dùng cho máy full frame. Dùng cho máy ảnh có cảm biến full frame. Full frame.
dùng cho máy ảnh có cảm biến full frame. Rồi, máy có góc chụp rộng. Máy có góc chụp rộng và sử dụng ha. Và sử dụng cho tất cả các cái máy DSLR hoặc là cái có thân máy là EOS á, các bạn, của cái dòng Canon đó. Sử dụng cho tất cả sử dụng được. Máy kỹ thuật số DSLR có gương lọc. Đó. Và ở đây các bạn chú ý là nó có ký hiệu này. Ở đây cái trên cái ống kính nó có ký hiệu một chấm đỏ. Đó, các bạn thấy nó có ký hiệu một chấm đỏ này. Đó, lấy nét tự động ha. Đó, lấy nét tự động này, dùng cho máy full frame này, không? Rồi cái góc máy rộng này, sử dụng cho tất cả cái máy có ký hiệu là chấm đỏ này. Full frame tức là máy ảnh có cái góc chụp rộng, ảnh rộng á. Rồi, có ký hiệu chấm đỏ, bạn để ý trên cái máy đây này. Đâu? Đó, ký hiệu của nó này. EF và có cái biểu tượng chấm đỏ này. Ha. Là mình biết là cái máy này nó có cái góc rộng ha. Đó. Được chưa? Nắm được cái ký hiệu này rồi nha. Còn cái full frame hay là không full frame thì nó như thế nào? Giờ thầy giải thích cho cái vấn đề full frame. Nhớ lấy tấm hình này đi. Thầy ví dụ nha, ví dụ thôi. Ví dụ đây là cái tấm hình máy ảnh full frame, tức là nó sẽ chụp như vậy, full hết cái hình như vậy. Nhưng mà nếu bạn chụp máy mà không full frame, người ta gọi máy crop á. Crop, máy ảnh crop thì lúc này cái hình của mình nó sẽ bị cắt. Lúc này nó cái cảm biến của nó chỉ chụp được tới đây thôi, nó không có full được hết. Bạn hiểu ý không? Đó, tức là máy ảnh crop thì nó chỉ chụp được như vậy, nó không có full. Thì tùy vào hãng mà cái crop này nhiều hay ít là do mỗi một cái hãng nó sản xuất ra thì nó sẽ tính toán cái độ crop của nó nhiều hay ít. Đó, thì bạn hiểu, máy full, đây là full frame. Đó, máy này là dạng full. Là khi bạn chụp máy full frame á, thì cái ống kính nó có thể chụp được hết như vậy. Đó. Còn cái này là crop. Crop thì mình chỉ chụp được vậy, hiểu chưa? Đó. Rồi, cái ký hiệu của cái ống kính ký hiệu trên cái này này, EF tức là cái lấy nét tự động á, là nó có một chấm đỏ nha. Rồi tiếp này, mình có một cái dòng nữa là đâu đúng EF rồi gạch cái S không? Đó. Đây là dùng cho máy crop ha. Nếu mình sử dụng cái ống kính mà nó có ghi chữ EF rồi gạch S, tức là đây là mình biết nó dùng cho loại máy crop.
loại máy không full frame, không full frame tức là nó crop, tức là đó, tức là dùng cho loại máy không full đó. Thì nó lại ngược lại nha, nó không dùng, nó không xuống dòng cái đi nha, nó không dùng ở đây thì nó không dùng được cho máy full ha. Đó, nó không được, nó không dùng được cho máy không, nó không được dùng cho máy full frame, nó không dùng được cho máy full frame. Không dùng được cho máy full frame. Nó có ký hiệu là một chấm trắng. Đó, nó có ký hiệu trên máy là một cái chấm trắng. Được chưa? Đó. Ký hiệu là EFS, tức là small, electronics focus small, thì nó là không dùng cho máy, nó dùng cho cái loại máy là máy crop này. Đó, nó không dùng cho được máy full frame, nhưng mà cái thằng trên này á, thì dùng cho được thằng này. Đó, đó, máy crop này vẫn dùng dùng được cái thằng này, nhưng mà thằng S này không dùng cho được cái máy trên này. Đó. Máy này thì máy mà full frame thì các bạn thấy là nó sẽ mắc tiền hơn nhé, như vậy nó mắc tiền hơn ha, nó lớn hơn, to hơn và mắc tiền hơn, đúng không? Còn cái thằng này thì nó sẽ nhỏ hơn, cái cảm biến của nó nhỏ hơn đó. Và rẻ tiền hơn, rẻ tiền hơn. Đó. Nếu mình xài cái dòng này thì cái ống kính của nó thì không xài cho được trên này, mà trên này thì xài được cho thằng dưới. Rồi tiếp theo là cái thằng mình trên cái ống kính đó, mình sẽ xem một số cái loại ống kính thì nó sẽ có thêm một cái ký hiệu nữa, là ký hiệu EFM. Nó là cái gì ha? EF gạch ngang M. M. Đó, dùng cho máy ảnh không có gương lật, dùng cho máy ảnh không có gương lật. Cái này thì dùng cho máy ảnh không có gương lật, tức là cái loại máy mà micro LED đó. Bạn chắc lên mạng thì hay nghe cái từ này ha, micro LED. Đó, mirror. Đây, máy mirror là cái xu thế bây giờ, đó là nó không có cái gương lật để đưa các cái hình ảnh vô trong cảm biến. Đó, nó đi thẳng. Mirror. Cái này thì nó không sử dụng được cho các cái dòng máy trên nhé. Máy này thì nó không sử dụng cho được những cái dòng máy ở trên. Đó, cái dòng máy kỹ thuật số DSLR. Và nếu trường hợp mà bạn muốn sử dụng thì sao? Nếu bạn muốn sử dụng thì những cái dòng máy ở trên, những dòng ống kính ở trên á, thì buộc các bạn phải cho một cái notice. Đó, thì các bạn phải có mua một cái gọi là cái chuyển. Thì ghi đây luôn. Muốn sử dụng. Muốn sử dụng được cái thứ nhất là E này, F này, tức là tay nét tự động này ha,
hay là E, F, S. Đó, cái máy dùng cho crop, máy crop. Đó. Mi Pro LED. Mi Pro LED đúng chưa? Thì dùng một cái người ta gọi là cái khàm á. Thì các bạn phải mua. Mình gắn thêm, một cái chuyển thôi. Khạc. Mình gắn thêm một cái thiết bị chuyển này, nó có tên là mouse. Cái chuyện là mount after LS thì mình sẽ gắn, mình chuyển đổi được. Đó. Thì các bạn chú ý mình có ba cái loại mà mình cần ghi trên cái thông số ống kính thôi. Thứ nhất là cái loại này là cấp cao cấp nè. Cao cấp nha. Đó, ghi chữ EF cao cấp, lấy nét tự động dùng cho máy ảnh có cảm biến full frame nè. Full frame là gì thì thầy đã giải thích rồi đúng không? Đó, và nó có một cái ký hiệu của nó là một cái chấm đỏ này. Đó, nhìn đi. Thì cái này bạn thấy ha, nó có chấm đỏ này. Rồi một cái dòng máy nữa nó có cái tên là EFS, nó nhỏ hơn. Thì nó sẽ dùng cho máy là crop, tức là máy không full frame, tức là cái dòng crop thôi, máy không full frame. Nó có ký hiệu là một chấm trắng. À, nó có một ký hiệu là một chấm trắng nha. À, thì loại này chắc chắn rẻ tiền hơn cái loại trên này rồi đúng không? Loại trên này mắc hơn. Rồi một cái dòng nữa là nó có chữ EFM, tức là small millet á. Đó, thì cái dòng này á thì dùng cho máy ảnh không có gương lật. À, không có gương lật, có cái tên là more roulette, các bạn hay sẽ thấy máy thường nó nhỏ lắm. Rồi nhưng mà cái không có dùng được, cái thằng này thì không dùng được cho những cái đối tượng ở trên đó. Các bạn muốn sử dụng được thì chúng ta phải mua một cái, muốn sử dụng được, nếu bạn xài cái dòng này nè, mình muốn dòng này nè, mình muốn mua xài được những cái ống kính kia thì phải mua một cái chuyển đổi đó, một cái chuyển đổi. Thì nói chung máy này thì mai mốt các bạn sử dụng nó thì các bạn tìm hiểu rồi để mua thôi nhé. Rồi một số những cái dạng khác nữa nữa là mình sẽ chữ, chắc phải tạo thêm một cái. Rồi một số ký hiệu ở trên ống kính đó. Các bạn sẽ thấy một số các ký hiệu ở trên ống kính. Đưa cái hình này qua đây đi. Đây là gì đây? Các ký hiệu trên ống kính rồi đúng không? Rồi. Tiếp theo một số ký hiệu trên ống kính thì chọn đây. Một trên ống kính thì các bạn thấy những cái chữ gì nữa, như là chữ mình thấy trên nó ghi trên là chữ IS này đó, tức là ghi tắt của chữ gì ta, image, image như vậy đúng không, image stable. Stabilizer đó, thì nó ghi ở cái là ghi tắt của chữ này. Thì đây là cái
ghi là chống rung ha, có cái tiêu chuẩn là chống rung, có chức năng chống rung. Nếu bạn mua ống kính nào mà nó có được cái chữ này, nó có được cái chữ này thì mình sẽ biết được nó là cái ống kính chống rung, chống rung. Đó, mình xem trên cái ống kính này. Này đâu ghi đâu thấy đâu. Đã lấy cái hình khác các bạn thấy đây. Cái mẫu đây, bạn thấy chữ đây à. Đó. Thì nếu mà trên ống kính nó có cái chữ ES stable, tức là cái ký hiệu là chống rung. Được chưa? Bên này ống kính này không thấy. Rồi. Tiếp theo là thì ống kính chống rung này nó sẽ tốt cho việc chụp thiếu sáng nha các bạn. Đó, thì nó sẽ tốt cho vấn đề là chụp hình trong cái môi trường điều kiện là thiếu sáng, thiếu sáng. Đó, tốt trong điều kiện thiếu sáng. Rồi tốc độ chụp chậm ha. Thì khi bạn chụp ở tốc độ chậm thì các bạn sẽ bị rung, đúng không? Thì có cái chức năng này thì nó sẽ giải quyết cho bạn là nó bớt rung, nó chống rung thì ảnh của mình nó không bị nhòe. Còn nếu bạn chụp ở tốc độ chậm á, tốc độ chậm mà các bạn không có cái chế độ ở này thì nó sẽ bị nhòe ảnh. Rồi tiếp theo là các ký hiệu này, các ký hiệu chữ La Mã này, ví dụ như là một nè, đó, hai nè, ba nè, bốn nè, tức là những ký hiệu ở trên máy á. Các bạn thấy trên máy mà có ghi những ký hiệu này, đây chính là cái gì? Nếu mình xem mình biết được nó ghi những cái ký hiệu này thì đây nó cho mình biết là các cái đời đời sản xuất thôi. Nếu mà trên máy mà các bạn có những cái chức năng cái này thì nó báo cho mình biết là các cái đời sản xuất, đời thứ nhất, đời thứ hai, đời thứ ba, thứ tư, thứ năm gì đó, thì các bạn thấy được cái các cái đời sản xuất của cái công nghệ đó ha, của cái công nghệ đó, của cái hãng đó. Rồi tiếp theo những cái khác nữa,
Ví dụ trên ống kính thì nó còn thường nó ghi như là USM. USM là viết tắt của chữ ultrasonic motor. Motor đó thì nó ghi tắt của cái chữ này. Và đây là cái gì? Đây là cái công nghệ ha, mình hiểu nó là cái công nghệ. Công nghệ. Đó là công nghệ lấy nét. Công nghệ lấy nét nhanh. Không, công nghệ lấy nét nhanh chính xác. Thì trong này này nó có cái công nghệ nó gắn một chip gọi là chip điện tử để nó có thể lấy nét nhanh và chính xác. Rồi. Một cái nữa là bạn cũng có thể thấy thấy cái chữ STM. STM. Đây cũng là một công nghệ. Cái này thì nếu nó ghi này thì ống kính này là phù hợp với cái máy quay ha. Phù hợp với việc quay phim. Đó, nếu mà ghi cái này thì cái công nghệ này phù hợp với quay phim hơn. Các bạn hiểu nôm na là vậy thôi. Chắc cho máy này nhỏ lại xíu. Đó, phù hợp với máy quay phim. Bởi vì sao? Bởi vì ở cái công nghệ này nó lấy nét chậm ha. Lấy nét từ từ. Đây là công nghệ lấy nét từ từ. Đó. Mượt mà. Đó, nó mượt mà hơn là USM. Các bạn chú ý ha, hai cái khác nhau. Một cái là SM tức là lấy công nghệ lấy nét nhanh, công nghệ lấy nét nhanh và chính xác, thằng này sẽ mặc tiền hơn. Còn STM thì công nghệ lấy nét từ từ, lấy nét từ từ này. Từ từ thì nó thích hợp cho vấn đề quay phim. Đó. Còn chú ý hai cái đấy thôi. Rồi, thứ ba nữa là một cái ký tự ở trên trên máy là có chữ L. Đấy, các bạn nhìn thấy trên cái ống kính này nó cũng có chữ L này. Các bạn thấy, các bạn đọc ở đây nhìn thấy à, chữ L ở đây này. Lát nữa thầy sẽ giải thích hết lại cái này một lần nữa. Giờ mình cứ ghi đi đã rồi cắm sau ký hiệu. Ký hiệu chữ L. Chữ L là gì? Chữ L là viết tắt của chữ Lucid thôi. Luxury. Đây là cái gì ta? Đẳng cấp. Đây là kiểu dành cho đẳng cấp ha. Gọi là ống kính mắc tiền á. Ống kính chất lượng cao ha. Ống kính mắc tiền. Đẳng cấp ha, Lexus là đẳng cấp, sang trọng đúng không? Đẳng cấp sang trọng đồng nghĩa với là mắc tiền.
Và xung quanh của nó là có một cái viền màu đỏ. Và có một cái viền đỏ xung quanh ống kính, các bạn thấy à? Đó. Còn cái màu trắng đó là ống kính thường thôi. Mình phân loại, nếu mà đẳng cấp thì nó sẽ có cái viền đỏ này và ký hiệu là chữ L. Đó, đó là mấy cái cơ bản ha. Còn mấy cái khác nữa thì chắc thầy nói trực tiếp đây chứ không dài quá. Rồi bây giờ mình xem một số các chi tiết thầy nói lại này. Ví dụ như ở đây ha, đây là cái công nghệ này, thấy chưa, USM đó, công nghệ chống rung đúng không? Không phải, xin lỗi, USM là công nghệ gì, lấy nét nhanh đúng không, lấy nét nhanh đó, chính xác, tại vì nó có một cái chip điện tử đó. Lấy nét nhanh chính xác, loại này thì mắc nha, mắc. Còn loại UTM này á, thì nó lấy nét từ từ, bạn phân biệt khi bạn xem hai ống kính nha. Rồi tiếp theo là cái chống rung. Chống rung ở đây thì nó không thấy đề, ở đây các bạn thấy đây này đó, các bạn gạt cái này qua bên AF, tức là lấy nét tự động. Mình gạt qua phần AF, tức là mình sẽ chụp lấy nét tự động ha. Còn cái này AMF, nếu mình gạt qua chữ MF thì mình sẽ lấy nét bằng tay. Bằng tay tức là mình vặn cái vòng này này đó, các bạn điều chỉnh cái vòng này này đó ha, thì mình sẽ lấy nét bằng tay. Còn cái thông số ghi ở trên này này đó, từ 8 tới 15 mm này, 8 tới 15 đi, là cái phần này này, đó là cái phần này này, nó lấy cái gạch số 8 này làm chuẩn này đó, các bạn xoay đến 15 này, đó, xoay tới 15 này, gạch số 8 xoay tới 15. Đây là cái gì, đây là cái tiêu cự ha. Đây là tiêu cự của ống kính này, tiêu cự này đúng không, tiêu cự của ống kính. Tiêu cự là gì, đó là từ khoảng cách từ giữa của ống kính này, không? Đi vào vùng cảm biến này của máy ảnh thì người ta gọi là tiêu cự ha. Rồi tiếp theo đây là gì? Đây là mình xem được cái tên của cái hãng sản xuất này ha. Rồi cái loại ống kính này là ống kính zoom này, ống kính zoom được thì mình đã xem đây rồi. Rồi chữ FE này, FE này, được chưa? Đó. Rồi tiếp theo là gì? Tiếp theo là gì? Đây là có 1.4 này, 1.4 là khẩu độ này ha. Khẩu độ này. Đó. Đây là ghi này. Chỗ này là cái gì? Khoảng cách tối thiểu này. Các bạn thấy đây không? Ví dụ 0.2 này đến 0.3 này, đây là vô cực này. Đó. Thì từ 0.2 đến 0.3 các bạn có hai dạng nhé, một là mét này, đây là feet này, feet thì Mỹ người ta hay xài, feet thì ta biết được, còn mình là mét này, đơn vị quốc tế này. Đó, thì cái 0.2 tức là cái mức tối thiểu ha, tối thiểu để bạn lấy nét. Còn nếu mà quá 0.2 á, ít hơn 0.2 á, thì các bạn sẽ không lấy được nét. Thì tối thiểu giữa cái ống kính chụp này với đối tượng chủ thể của mình là tối thiểu là 0.2. 0.2 đến 0.3. Tức là tối thiểu từ ống kính tới đối tượng chụp. Và nếu bạn xích lại gần 0.1 nữa thì chắc chắn bạn sẽ không lấy được nét. Đó, đây là cái kích thước tối thiểu, còn xa hơn là tốt rồi đúng không? Xa hơn thì không sao. Đó, tối thiểu ha. Đó. Rồi cái ống kính mà các bạn thấy chỗ này nó có chữ L này. Đó. Thầy nói là viết tắt kiểu chữ lít xịt, tức là ống kính mắc tiền đúng không?
thì nó có cái viền đỏ này, thấy chưa? Đó, có một cái viền đỏ này. Đó. Chưa? Đó, còn những cái nó đơn giản trên này nó chỉ có những cái thông số như vậy thôi. Đó, nó có thông số gì đâu. Đó, và nó chỉ có thêm mấy cái này nữa thì bạn xem lại mấy cái này này. Ví dụ EF là cái gì nè. Ví dụ ống kính này nó có chữ EF rồi nó là cái gì nè. Đó. EF là cái gì? Và lấy nét tự động nó, lấy nét kiểu lấy nét tự động này. Dùng cho dòng full frame, full frame thì mình sẽ có cái chấm đỏ tròn này, chấm chấm đỏ tròn ở góc này. Còn không full frame thì chấm trắng. Đó, không full frame thì nó sẽ là chấm trắng. Đó, thì tùy vào cái ký hiệu của cái máy ha. Thì bạn sẽ xem ở đây bạn sẽ thấy được. Để nói tóm lại là các bạn nhìn những cái này là bây giờ là biết đọc rồi đúng không? Biết xem rồi ha. Còn đằng trước này ống kính đó, nó có cái chữ free á. Ví dụ đằng trước này, trước cái phần này này nó có từ free mấy gì đó. Đó, free gì đó. Phi ví dụ phi 35 hay 80 gì đó thì phi này là cái đường kính của cái ống kính này, đường kính của cái ống kính này thì để các bạn mua các cái bộ lọc đó, các kiếng lọc hay là gì đó các bạn gắn cho nó khớp đó. Thì trước ống kính nó sẽ có ghi cái đó để xem đây nè. Ví dụ ống kính này thì các bạn thấy nè, nó có phi 77 này hay là phi 11 gì đó ngược cũng thấy rõ. Đó. Thì cho bạn biết là cái phần phần này để sau này mình mua cái ống kính, cái bộ lọc mình gắn thêm vô đây chụp cho nó, ví dụ nó lên màu vàng, lên màu xanh thì nó ám màu gì đó thì mình sẽ dùng cái này. Đó. Thì mình sẽ vừa đã học xong thì mình có thể đọc được những cái này đúng không? Canon dạng zoom này, đó, FE này ha, FE là ống kính lấy nét tự động này. Rồi tiêu cự 16 đến 35 này, ha. Khẩu độ là 1.4 này. Đó. Khẩu độ là độ mở của ống kính này này. Đó. Còn có chữ L này, đây có chữ L này ha. Chữ L là gì? Là listed đẳng cấp, đó, mắc tiền. Đó. Mắc tiền. Rồi mắc tiền thì chụp đẹp rồi. Tiếp theo là chữ IS này, đây có công nghệ chống rung đó, chống rung nè, rồi dòng UTM này, đó. UTM, đó. Đó thì mình sẽ xem được mấy cái đấy ha, mình biết được, đó, các bạn xem kỹ được mấy cái đó mình sẽ nắm được hết. Thì các bạn phải thuộc nhá, mình mới đọc được một cái ống kính này mình biết được nha. Ok, một tiếng máy luôn.